quý vị đến với chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện phát sóng vào lúc 23 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lứa tuổi học trò theo chúng ta nghĩ là một cái lứa tuổi mà có những cái giai đoạn hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu nhất mà chúng ta khó có thể quên được trong suốt cả cuộc đời của mình. Ở giai đoạn này thì ngoài những rung cảm đầu đời, những cái thời cấp sách đến trường, ngoài thầy cô thì tình yêu ở lứa tuổi học trò là một cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Vậy thì để chia sẻ với vấn đề này ngày hôm nay, chương trình có mời đến 3 cặp vợ chồng. Họ là những cặp vợ chồng trẻ cũng đã từng trải qua những tình yêu ở lứa tuổi học trò và họ đến để chia sẻ với chúng ta những cảm xúc của họ. Xin chào Cường và Hạnh, hai bạn có thể giới thiệu sơ lược về mình. Em tên là Duy Cường, năm nay 24 tuổi và vợ em tên là Hạnh, năm nay 23 tuổi. Em quen vợ em lúc đó, vợ em là đang là học sinh lớp 11. Lớp 11. Còn em là sinh viên năm nhất của Đại học Marketing. Chắc chắn là mối tình này sẽ có những cái câu chuyện rất là hấp dẫn. Một tí xíu nữa chúng ta sẽ quay lại và trò chuyện với hai bạn. Và Thiện và Quỳnh, hai bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, chào chương trình và chào chị Cát Tường. Em là Quỳnh, năm nay 24 tuổi và đây là chồng em tên là Thiện, năm nay 26 tuổi. Và cặp thứ ba, bạn có thể tự giới thiệu về mình. Em tên là Nhi, năm nay là 31 tuổi. Đây ông xã em là Hà, năm nay là 35 tuổi. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi còn mời đến hai vị khách mời đặc biệt, tiến sĩ tâm lý Quỳnh Giao. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Và người thứ hai đó là diễn viên Kinh Quốc. Kinh Quốc xin chào quý vị khán giả của chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Ngày hôm nay chúng ta đi sâu vào cái tình yêu ở lứa tuổi học trò. Và bây giờ để đi sâu hơn về vấn đề này, mời chúng ta xem một đoạn clip. Tuổi học trò luôn là khoảng thời gian chứa đầy những kỷ niệm tươi đẹp đầu đời cho bất cứ ai trong mỗi chúng ta. Những cảm xúc và rung động với người khác giới như cũng chớm nở hồn nhiên từ những năm tháng hoa mộng này. Một chút e ấp khi vô tình chạm phải tay nhau, vội vàng trao nhau chút thân tình, để rồi lưu luyến khi phải chia xa mà chưa kịp tỏ lòng thương mến, luôn làm nên những nét đẹp riêng của tình yêu tuổi học trò. Học sinh đang giờ đang là lứa tuổi nó trưởng thành và nó hoàn thiện về nhân cách như về tình cảm thì nó rất đẹp đó chứ, nó rất là trong sáng, nó rất là hồn nhiên, nó rất là ngây thơ. Nhưng dường như chút ngây ngô và phút bối rối khi con tim lần đầu biết thổn thức chỉ còn là chuyện của tuổi học trò thuở ấy. Tuổi học trò ngày nay có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều phương tiện nghe nhìn, điều đó phần nào đã giúp các em dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với bạn bè khác giới. Tình cảm vì vậy mà cũng được bộc lộ công khai không chút ngần ngại. Nếu như mà người lớn mà cấm đoán thì dẫn đến là mấy đứa nhỏ nó sẽ tò mò nó nghĩ là tại sao người lớn thì làm được mà nó không làm được, trong khi cái tuổi nó đang nghĩ là nó đã trưởng thành. Thì tò mò sẽ dẫn đến là sẽ tìm hiểu và đôi khi không được định hướng mà nó giấu giếm thì mới dẫn đến là có những cái sai lầm đáng tiếc. Là lúc đó nhận thức chưa có được chính xác và chưa nhận rõ được đâu là tình cảm đó thật, mà thường là chỉ là ngồi nhận về tình cảm của nhau. Cho nên là việc yêu đương nó thì thường sẽ dẫn đến là kết quả là chia tay sớm cũng như là suy sụp tinh thần cho một số bạn. Rất là khó để chúng ta có thể trả lời là nên yêu hay là không yêu ở lứa tuổi học trò. Theo như anh Kinh Quốc nghĩ thì tình yêu lứa tuổi học trò ngày xưa nó có những nét gì đặc sắc? Cái thời mà của Kinh Quốc á, nó thiệt làm gì có wifi, Facebook, internet, làm gì có. Thậm chí bây giờ mình muốn ví dụ như yêu cô này đi ha, mình thấy không biết sao thì viết cái thư rồi nhét ở không nhờ người đưa. Nếu mình học chung thì mình nhét học bàn đó, mà mình còn hồi hộp, mình không biết là liệu có tới cái người có hay không, hay là lỡ gì ai đó chụp lấy rồi coi đó không, chứ không phải là trực tiếp như bây giờ mà nhắn tin qua. Đúng rồi. Còn bây giờ thì thôi đó, mình vừa mới xem cái clip á, mình thấy là các bạn có thể rất là nhanh, thậm chí thấy được hình ảnh của nhau ngay lúc đó luôn, phải không? Cho nên là bây giờ nó cũng có cái lợi, nhưng mà rõ ràng nó cũng có những cái nó không lợi lắm. Còn hồi xưa thì trông như có vẻ nó trong sáng hơn, nó có gì đó nó thơ ngây hơn đó. Nhưng bây giờ anh thích thơ ngây trong sáng hay là anh thích như bây giờ? Theo Kinh Quốc là mỗi một cái nó có những cái hay riêng. Nhưng mà hồi xưa anh đã từng làm cái gì? Hồi xưa toàn là nhét giấy, ghi nhét giấy không. Mà thường anh nhét thì có đến được tay người nhận không, hay là lộn qua cô khác? Không, cũng có trường hợp á, nhớ hồi xưa hồi năm lớp 11 á cũng có viết thơ, rồi á mình thăm dò là cô đó ngồi ngay cái bàn đó đó. Trong cái thơ của anh á, đại loại nó ghi gì vậy chồng? Còn nhớ. Đừng nói quên không nha. Chi tiết thì không nhớ, nhưng mà nhớ được cái đại ý là thích bạn lắm. Đó. Hồi xưa đâu gọi bằng anh em đâu, gọi bằng bạn thôi mà, thích bạn lắm. Vậy lát hồi bạn có rảnh không? Học chung lớp anh hay sao? Không, khác lớp.
khác lớp. Mình lớp này mình nhìn qua thấy cô đó lớp đối diện đó. Đó. Mình không có kêu tên người ta ra rồi là biết bạn nào. Rủi như người ta nhận mà người ta tưởng đâu là lộn bạn nào khác. Trời ơi, ta gửi trực tiếp rồi còn bạn nào nữa. Vậy nãy anh nói là anh nhét trong học không, bàn. Ngay cái bàn á, ngay cái bàn ngay cái bàn của đó, cái người đó, đó ngồi luôn á ha. Đâu là trường hợp đó thì là anh Kinh Quốc ảnh gửi trực tiếp rồi là cũng là may đó, là ảnh xác định được là đó là cái học bàn của cô bạn gái đó. Mình thấy có một số anh á là gửi thư cho bạn gái của mình nhưng mà không có gửi được trực tiếp vì học khác trường nè, hoặc là có khi khác lớp thì phải đành nhờ một cái người đưa thư mà lúc bấy giờ tụi mình gọi là chim xanh á, tức là mang những cái thông tin rất là dễ thương đến cho nhau á. Thì cũng có những trường hợp là sau một thời gian chim xanh đưa thư thường xuyên quá thì đổi đối tượng sang chim xanh luôn. Có nghĩa là cái người kia này không được mà cuối cùng cái người đưa thư lại được. Cái người đưa thư có vẻ là rất là thông hiểu và cảm thông cho nhau, thế là lại nảy sinh một cái tình cảm. Đây là câu chuyện của bạn của mình. Nhưng thật ra thì cái thời học trò ngày xưa mà cách đây mấy chục năm rồi, mình thấy rằng là cái cảm xúc nó rất là nhẹ nhàng. Vì sao ạ? Vì thứ nhất là cha mẹ kiểm soát rất là kỹ. Ví dụ như là ngay cả bản thân của Giao nè, là mẹ cho đi sinh nhật 8 giờ rưỡi tối phải có ở nhà. Đúng rồi. Và giờ học thì nó rất là rõ ràng, nên là không có cái chuyện rằng là mình đi hẹn hò chỗ này chỗ kia để mà được. Nên là cái cách mà đưa thư cho nhau dễ thương lắm. Ví dụ như là hồi xưa mình cũng thấy có một số anh bạn, anh thích á, anh muốn đưa thư cho mình thì nhà mình có cái hộp thư á. Thì ảnh cứ đi ngang á, là ảnh vỗ tay. Anh vỗ tay vậy cái là mình biết ám hiệu là có thư. Cái mình ra mình mở hộp thư ra là có. Rồi bắt đầu là leo lên nóc nhà á. Ở nhà, đằng sau nhà nó có cây mận. Cái leo lên cây mận, leo lên nóc nhà mới dám đọc. Lén lén ngồi đọc. Lén đọc thư ha. Đọc xong rồi bắt đầu mới xé nhỏ ra, xong rồi trộn với lá mận á, để cho má với ba không có biết hả? Tại vì lúc đó là ba mẹ mình rất là cấm. Hồi nãy á, thì là cặp Cường với Hạnh là chúng ta có một cái giai đoạn yêu nhau ở lứa tuổi học trò rất là đáng yêu và dễ thương. Thì bây giờ đó, đến lúc hai bạn chia sẻ rồi đó. Trong cái thời mà mới quen thì các bạn sinh viên năm nhất. Vợ em là thời đó là học lớp 11 của trường ngay chỗ chú 7. Cái đang học cứ nhắn tin là ra đón em đi học về, nên mẹ em không có đón được. Em nhớ là hả, cái lúc mà quen á, đi sinh nhật hay đi chơi rồi thì đi xe đẹp lắm. Cũng không có nghĩ gì, mà đến lúc mình đi rước á, là đi xe, nói chung xe xe tàn. Cái mỗi lần mà ông chạy tới ổ gà là nó kêu cắp 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 là ngồi sau là ôm ông, lúc đó là ôm rồi ôi vô bom đâu ôm nữa hả rồi đó mà nhớ lúc mà ông nắm tay mình đầu tiên á, mình nói á nắm hả, lỡ mà mẹ biết cái là về ha, em nói em bị đuổi khỏi nhà luôn. Không, cái ấn tượng mà lúc mà em quen vợ em á, cái thời đó là hay bị giống như là đi chơi mẹ em muốn cho vô đây đi rủ đi uống uống cà phê, cái giờ mẹ em muốn cho con mình vô nhà sách, hai người hẹn hò. Nhưng mà hai người hẹn hò thì ví dụ mà giấu mẹ đâu có biết được đâu, thì mình nói mình hẹn nhà sách có đó mình đi vậy mất. Mẹ hay lắm, nhớ lúc năm lớp 9 á em cũng có quen bạn cuối năm rồi, tự nhiên là không có học chung với nhau nữa thì tổng kết xong đi về thì cũng lén đi chơi chút xíu. Thì hả, hai đứa đang chạy xe đạp cọc cặp vậy đó, tự nhiên đâu mẹ chạy lên, ủa em hết hồn luôn. Cái mẹ hỏi ủa trường hả cháu ra rồi, giờ còn hả hai đứa đi đâu lang thang ngoài đây nè. Cái bạn em hả dựng xe một cái thắng cái ép chạy hả, em hết hồn chạy xuống lên xe đi về, thế là giờ không còn liên lạc được với bạn nữa. Vậy là thấy mẹ mình giỏi quá đúng không? Rồi mẹ canh dữ lắm luôn đó, vậy mai mốt mình lấy đó làm kinh nghiệm, mốt mình canh là con của mình đó. Vậy còn cặp Thiện với Quỳnh, hai bạn có những cái rung động tình yêu tuổi đầu đời nào đẹp có thể chia sẻ với chương trình không? Mối tình đầu của em là lúc em học lớp 10. Nhưng mà thời đó quen nhau thì chỉ biết là sáng dậy sớm ra đứng chờ, xong rồi hai đứa dắt tay nhau đi học. Cũng phải là nắm tay nữa, có nghĩa là hai đứa cùng với nhau đi bộ đến trường, xong rồi đi về. Rồi ngày nào cũng dậy, còn tối á, thì ra ban công ở phía sau á, bạn đứng ở dưới, em đứng ở trên nói chuyện. Mà lâu lâu còn bị ba mẹ phát hiện á, sợ chạy vô. Lúc nói vậy là nói rồi rủi, lúc đó có người thân, người nhà nào của mình nghe được rồi sao? Thì thường thường á là buổi tối trên lầu nhà không có ai hết, mọi người ở dưới coi tivi chơi này nọ. Thì em mới lên trên, đang ở phía sau á, thì nó kín, bạn đứng ở dưới đất á. Mà tối nó còn mũi nữa, nào là mũi chích từ lưng người la cũng phải ráng đứng nó. Nói mình cái cảnh tượng này giống như Romeo và Juliet. Vậy còn Thiện
Em thì nếu mà nói về cái mối tình đầu của học trò thì ngày xưa là chắc cũng phải tầm lớp 8 không? Đó lớp 8 là... 8, thấy không? Giỏi hơn anh rồi. Cái lúc đấy trong trường em thì nếu mà sao bây giờ gọi là cũng là hot girl trong trường á. Ghê nha, quen hot girl luôn nha. Cái em mới theo đuổi cô đấy. Cái hai người ra chơi em cũng hay mua bánh tráng, hay mua nước rồi mình dụ. Cái cũng xin được số điện thoại. Cái cũng gặp nhau ở ngoài rồi cái cũng chịu đi chơi với nhau. Đó, cái đó giống như là đã chính thức là quen nhau rồi đó. Cái mà muốn gọi điện thoại cho nhau buổi tối á là phải hẹn giờ. Em phải hẹn là 7 giờ tối là anh gọi qua bên cho em. Anh luôn hả? À, không, chưa, đó là Thiện với lại Vi. Đó là 7 giờ thì gọi cho Vi nha, nhớ canh bắt máy. Tại vì nếu mà nhiều cái tiếng chuông là ba mẹ bắt lên là chết. Cái 7 giờ em gọi qua, em nhớ mãi lúc đó mắc cười lắm. Em gọi qua cái hai đứa nói chuyện hồi, cái cô đó mới nói với em thôi giờ cúp máy, Thiện hôn Vi một cái đi. Cái đó mình đâu biết đâu, mới lớp 8 mình cái mình hỏi là ủa vậy hung là sao? Ồ vậy là cái cô bạn gái kia là dạng hơn em luôn. Dạ, đúng không? Đó là dạng hơn em luôn. Cái cô đó cũng kêu chứ thì hung là chu mỏ ra cái mình muốn chu mỏ rồi nói được chưa rồi nha, cái mình cúp máy. Bên kia hình dung, bên kia là sẽ hình dung là gió đó, gió thôi là tạo âm thanh nữa chứ không phải qua điện thoại. Đó là hung mua xa đó chị, hung mua xa. Rồi vậy là hôm gió rồi mới được cúp điện thoại ha. Xong rồi cái mấy ngày sau thì cũng hẹn, nhưng mà cái bữa đấy thì em hẹn cũng hẹn 7 giờ. Mà 7 giờ thì ông anh em cũng đang nói chuyện lại với bạn gái ổng. Thế là lỡ hẹn xong cái qua hôm sau cái giận nhau. Giận nhau cái rồi không gặp nữa luôn. Đúng là tình yêu tuổi học trò rất là dễ thương. Tôi cũng muốn chia sẻ một cái góc độ tâm lý là như thế này nè. Ngay bản thân tôi cái thời mà còn có gái mới lớn á, mình cũng nghĩ đó là tình yêu. Nhưng thật ra người ta gọi đó là những cái xúc cảm giới tính thôi. Ví dụ như là Thiện thấy là thích mua bánh tráng trộn hay là trà sữa thì cho nhau. Tức là mình thấy cái người bạn gái đó mình thích hơn. Ở cái độ tuổi cấp 2 thường thì người ta chỉ gọi nó là xúc cảm giới tính. Tức là con trai và con gái bắt đầu quan tâm đến nhau, chia sẻ tình cảm với nhau, nhưng người ta chưa gọi nó là tình yêu. Mãi đến khi mà sang cái giai đoạn tuổi cấp 3 người ta mới có thể gọi nó là tình yêu. Và trong cái giai đoạn này thì tình yêu nó mới có khả năng vững bền hơn. Ví dụ như là bạn Hạnh là yêu lớp 11 và chúng ta đã chứng tỏ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể phát triển cái tình yêu ở cái lứa tuổi học trò của mình. Vậy thì có rất nhiều người lầm tưởng rằng là mình đã yêu ở cái lứa tuổi còn rất là nhỏ. Ví dụ như ngày xưa tôi còn nhớ là năm lớp 2 đã có một người viết thư tỏ tình rồi. Thì mình cũng nghĩ đó là tình yêu, nhưng mà khi mình nghiên cứu về tâm lý thì rõ ràng là trước cái thời điểm dậy thì về phía trước thì người ta có thể thích nhau ở góc độ giới tính, nhưng người ta chỉ gọi là xúc cảm. Và nó có thể sẽ qua đi rất là mau và nó rất dễ gọi là tan vỡ. Nhưng mà sau đó thì chúng ta có thể thấy rằng nếu biết nuôi dưỡng thì hoàn toàn nó có thể sẽ đi đến đích của tình yêu. Ví dụ như là bạn Hạnh và bạn Cường vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào một vấn đề nó nóng bỏng và thời sự một tí, có nghĩa là tình yêu lứa tuổi học trò hiện nay. Thế anh Kinh Quốc, anh chia sẻ gì về vấn đề này? Hồi nãy nghe các bạn nói mới nhân chợt nhớ lại, hồi xưa mà còn đi học á, có một cái người bạn, ổng quen cô này. Cái ổng bày ra cái trò này nè, ổng lừa lúc cô này đang đi ra, ổng chạy xe đạp lủi vô cô đó. Lủi vô cô đó té sao chật tay bong gân gì đó. Tạo làm bộ, tạo đó, cái đó đó. Là tạo hiện trường giả, tạo cái tai nạn để tiếp xúc. Nói em có sao không? Phải đưa vô cô đó vô bệnh viện khám rồi xin số điện thoại. Đó. Thế là quen nhau. Và thế là 2 năm sau lấy nhau. Lấy nhau luôn. Vậy là quá hay rồi. Nhưng mà còn bây giờ nó nguy hiểm chỗ này, bây giờ xe phân khối lớn nó không còn xe đạp nữa. Nó tông một cái là coi như là đi luôn. Cái đó là tình yêu, đó là có đầu tư. Có nghĩa là có nghiên cứu là theo lập trình như mình diễn xuất là nó có quan sát đối tượng, mình lập kế hoạch đàng hoàng mà tấn công. Mà cái hay là ở chỗ tấn công rồi mà đi được đến đích, đó là cái hay đó. Nhưng bây giờ hỏi anh nè, bây giờ hồi xưa anh cua bạn gái anh là anh xưng tên đúng không? Bây giờ thời trẻ giờ hình như nó không còn xưng tên nữa anh không còn. Bây giờ thôi, giờ thẳng thắn luôn, anh em luôn. Như chị Quỳnh Giao, chị nghĩ sao khi giờ các bạn trẻ yêu nhau, dùng từ yêu nhau là cũng hơi còn quá sớm, nhưng thôi cứ mình gọi là tình yêu đi. Thì các bạn gọi nhau nhiều anh yêu, em yêu hay là
mình ơi, bà xã luôn. Ơi, bà xã ơi, à. Thì chị có cái ý kiến gì về cái vấn đề này? Là ngày xưa thì mình quan sát là nếu như mà mình để ý tới ai quen ai á thì hai đứa biết nhau bí bí mật mật thôi, không có dám công khai nhiều, cũng rất là sợ, sợ bị thầy cô la, sợ bị ba má rầy. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng thấy á, trên Facebook ghi hẳn luôn tình trạng đang hẹn hò, công khai rất là công khai luôn, và những cái tấm ảnh mà được post lên Facebook đó rất là tình tứ với nhau luôn. Tôi cũng hay nói với các bạn trẻ là nếu như các em post bây giờ mối quan hệ đó, các em có dám chắc là nó sẽ thành không? Các em cứ chơi cho vui thôi. Vậy chơi cho vui thì các em sẽ thấy là những cái tấm ảnh mà nó gọi là gần gũi nhau quá như thế, thì sau này rủi em tìm được một cái người thật sự là cái người mà em rất là yêu, và anh ta nhìn thấy lại cái cảnh đó như vậy, thì em nghĩ rằng nó có ảnh hưởng đến mối quan hệ không? Thì các bạn hầu như là không quan tâm. Các bạn nghĩ rất là đơn giản về tình yêu, và các bạn cũng không lường ra được những cái hậu quả của những cái việc làm của mình. Nên là tôi cho rằng là tại sao cái tình yêu tuổi học trò nó thường hay tan vỡ, là thứ nhất là vì họ chưa hiểu hết được tình yêu, thứ hai họ không có kỹ năng, và thứ ba là họ có những cái ngộ nhận mới có thích nhau thôi là cho nhau làm ông xã bà xã luôn, và thậm chí là có những cái cách chụp hình với nhau mà mình gọi là nó quá thân mật, quá mức thân mật. Tôi muốn hỏi cặp Thiện với Quỳnh thì hai bạn nghĩ sao nếu như mà các bạn trẻ khoảng 15, 16 tuổi mà xưng với nhau là ông xã, bà xã? Em chỉ là một cách gọi phong trào cho vui như vậy thôi, chứ chưa có suy nghĩ gì là sau này sẽ là như vậy. Em thấy là chuyện này cũng có hai mặt thôi. Ví dụ như kêu như vậy mà cảm thấy vui vẻ thì cũng không vấn đề gì nếu như không ảnh hưởng đến các bạn. Nhưng mà nếu như mà qua những cái từ ngữ đó mà họ có thêm những cái hành động quá tuổi thì như vậy thì không đúng. Thế còn bạn Hạnh, bạn nghĩ sao? Thì em có hỏi một cái quá khứ cho học sinh sinh viên thì em cũng có thấy được tình huống là cũng nhiều tình huống, nhưng mà tình huống là nó vô uống nước. Mà hồi xưa mình nắm tay thôi, mà đám đông nhìn mình còn ngại nữa. Và cái này nó hôn hôn rồi, nói chung là nó dò đầu rút tóc, nói chung trong đó mình ngồi đó nó không. Coi như là mình là người vô hình vậy đó ha. Nói em nói với em tại trời ơi anh không biết mà nó có biết mình ngồi ở đây không nữa. Trời ơi em nhìn mà em thấy hả, cảm thấy mà ngại luôn, mà không biết ngại. Vậy thì bây giờ thấy các bạn là giờ có nên hay là không nên khi đang còn đi học mà mình yêu nhau? Đi học thì yêu cũng được, nhưng mà vừa đủ thôi chứ đừng có mặt. Cái vấn đề ở đây là biết như thế nào là đủ. Tại vì nếu như các bạn đã biết đủ thì nó đâu có vấn đề gì để nói nữa. Vậy còn Hà và Nhi thì bạn nghĩ sao? Khi mà xin cô như vậy có hai ý nghĩa. Như là lớp 7 và cấp 3 là lớp em đã có phân ra một nhóm, như là chơi thân với nhau một nhóm. Thì phân đây là ba, đây là mẹ, đây là con. Rồi ông xã bà xã thì cái ý nghĩa đó nó không có yêu nhau mà thì đó chỉ là một cái kỷ niệm của một cái thời đi học thôi. Còn bây giờ chồng ơi vợ ơi đó để chứng tỏ là anh này đã là của mình rồi, không có cô nào chồng nó hết. Ở lứa tuổi nào nó cũng sẽ có tình yêu, ở giai đoạn nào cũng sẽ có tình yêu. Nhưng cái vấn đề giống như các bạn đã nêu ra, chúng ta khó có thể nói là nên hay là không nên, mà chúng ta phải biết ở đâu là đủ. Nhưng như vậy thì giới hạn ở cái tình yêu học trò là ở chỗ nào? Đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải hướng cho các em nhỏ nó không có bị lệch lạc. Thì hiện nay như quý vị cũng đã thấy đó, báo chí cũng đưa ra rất là nhiều thông tin là có những cặp yêu nhau còn trẻ nhưng mà lại làm cái chuyện người lớn quá sớm, cho nên dẫn đến những cái hệ lụy, những cái kết quả hết sức là nghiêm trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến bản thân của các em đó bị tổn hại về cả thể chất lẫn tinh thần. Vậy thì Quỳnh Giao thì nghĩ sao? Có rất nhiều nguyên nhân do những cái yếu tố ngoại cảnh. Ví dụ như các em được tiếp xúc với những phim ảnh sớm thì nó cũng sẽ kích thích lên trí não, và nó kích thích toàn bộ cái cơ thể nó hoạt động sớm hơn. Điều thứ hai mà tôi nghĩ rằng là yếu tố môi trường, cụ thể là những cái mạng thông tin của chúng ta, internet, thì những cái hình ảnh trước kia không bao giờ giới trẻ được xem, thì bây giờ các em có thể gõ lên bất kỳ lúc nào và đều có thể được xem. Và những cái phim ảnh mà nó có những cái cảnh nóng này, nó có một cái ảnh hưởng rất lớn đến các em. Và cộng với một điều kiện đó là có một cái hoàn cảnh rất là thuận lợi, ví dụ như nhà ba mẹ đi công tác vắng hết rồi, hoặc là nhà bạn vân vân, thì
cái chuyện mà dẫn đến những cái mối quan hệ sớm á, thì nó bây rất giờ là nhanh. Khó lắm chị Giao à, cái thông tin á, nó nhan nhản, nó đầy quá và nó dễ dàng quá. Nổi cái chuyện vậy thôi, cái phim mà mình còn để dưới là cấm trẻ em dưới 18 tuổi thì càng lại kích thích nó vô, nó coi hơn nữa. Mình càng cấm đoán thì mình càng làm cho tụi nó kích thích và tụi nó cảm thấy bị tò mò và muốn tìm hiểu. Thật ra thì mình có hai cô con gái nên là cái sự lo lắng về vấn đề này nó rất là cao. Lỡ nó yêu phải một người không có đàng hoàng thì mình cũng sẽ rất là đau lòng. Nên là khi mà cháu có những cái hiện tượng gọi là tình yêu trong cái tuổi học trò mà, thì tôi cũng rất là bình tĩnh. Bởi vì mình nghĩ rằng là thời kỳ đó là thời kỳ xúc cảm giới tính và hoàn toàn nó có thể sẽ qua đi. Nhưng cái quan trọng là mình phải theo sát, không cấm, nhưng mà mình phải xem cái diễn biến nó như thế nào để mình có thể can thiệp kịp thời. Có thể là một số cháu sẽ không chịu ngồi nghe cha mẹ mình nói đâu. Chúng ta nghĩ thôi nói nó không nghe, đừng nói nữa, thì nó sẽ nghe người khác. Nên là chúng ta đừng có mất kiên nhẫn, đừng có nản chí trong cái việc. Thật sự mình có một cái suy nghĩ vậy nè. Có đôi khi mình sách vở quá, có mấy đứa nhỏ nó không nghe, nó không tiếp thu được, nhiều khi nó lì luôn á. Nó ly luôn mà thậm chí nó còn chống lại cha mẹ luôn. Thật ra thì anh Kinh Quốc nói cái ý thứ nhất mình rất là đồng tình. Nên là ngoài cái việc là mình phải tác động vào trẻ liên tục, nhưng cái hình thức ví dụ như là bằng việc là cùng xem một chương trình ca nhạc hoặc là cùng xem một chương trình phim, thì qua các nhân vật trong phim thì mình có thể phân tích, ồ trời ơi người đó không được, cái cô đó yêu vậy không được. Tức là mình đang cung cấp thông tin. Cái hình thức này nó dễ và nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với việc là mình mở một cái buổi gọi là giảng moral. Mình đúc kết lại với nhau là mình phải hướng đến con trẻ để làm thế nào vẫn có những cái cảm xúc, chứ mình bắt người ta không có không được. Là không được, phải vẫn có những cái cảm xúc, những cái rung động ở cái tình yêu lứa tuổi học trò đầu đời, bởi vì nó đẹp lắm, nó thiêng liêng lắm. Thì mình làm sao mình hướng được con trẻ của mình đừng có vượt quá cái giới hạn, mà phải cho con trẻ thấy được nếu như vượt qua những cái giới hạn đó thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả nào. Và cái quan trọng nhất là các bậc làm cha mẹ phụ huynh phải tìm một cái cách nào đó để mà len lỏi vào cái tâm lý, vào cái ngóc ngách của trẻ con một cách ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất để cho các con có thể tự mình định hướng được. Chúng ta cứ phân tích là tình yêu tuổi học trò nó mang lại những cái hệ quả hậu quả nhiều, nhưng mà chúng ta lại không nhìn ở cái góc độ là tình yêu tuổi học trò mang lại cái gì cho chính các em. Thứ nhất là một cái sự cân bằng cuộc sống. Thứ hai nữa là người lớn chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ các em là hướng cái động lực của tình yêu nhập vào cái động lực của học hành. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là nếu như con muốn đi uống trà sữa với người bạn trai đó thì con phải hoàn tất cái chuyện này chuyện kia và kết quả học tập của con như thế nào, thì chắc chắn là các em nó sẽ tập trung cái nguồn lực của nó vào trong cái việc học tập. Thì tình yêu hoàn toàn có thể là một động lực để giúp cho các cháu học tập tốt hơn. Cảm ơn chị Quỳnh Giao rất nhiều, cũng như cảm ơn anh Kinh Quốc, cũng như cảm ơn ba cặp vợ chồng đã dành thời gian đến đây chia sẻ cùng với chương trình. Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp hay là chia sẻ thì xin quý vị hãy gửi về địa chỉ sau đây: 1001chuyenamocmcv.com.vn. Và bây giờ Cát Tường cùng với toàn thể quý vị khách mời xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Chương trình 1001 chuyện được phát sóng vào lúc 23 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.